đàn bà ngoại tình sẽ dâng hiến hết 4 thứ này cho nhân tình, nhưng với chồng thì không. Các bạn thân mến, đàn bà hay đàn ông ngoại tình thì đều giống nhau. Một khi đã ngoại tình thì có rất nhiều lý do để ngụy biện. Một số người phụ nữ ngoại tình vì chuyện riêng, vì lý do gia đình, vì cãi vã không tìm được tiếng nói chung với chồng con, hoặc khi cuộc sống gia đình quá bế tắc, không thể tâm sự được với chồng thì họ cũng cần tìm một người đàn ông mới để chia sẻ, để tâm sự và để giải tỏa những nhu cầu của mình. Điểm chung của những người đàn bà ngoại tình khi mà đã lừa dối chồng, dối con, đó là sẽ dành hết những thứ này cho nhân tình, nhưng với chồng thì không bao giờ. Chúng ta hãy cùng xem đâu là 4 thứ người đàn bà ngoại tình sẽ dâng hiến trọn vẹn cho nhân tình, còn với chồng thì không bao giờ. Thứ đầu tiên mà người đàn bà ngoại tình họ sẽ dâng hiến cho nhân tình sẽ là thời gian. Nếu như trước đây ngoài thời gian công sở, ngoài thời gian làm việc, thì người phụ nữ chủ yếu ở nhà và chăm sóc cho gia đình. Nhưng khi có mối quan hệ mới, cô ấy sẽ ít có ở nhà hơn và dành nhiều thời gian để gặp gỡ, vui chơi cùng với nhân tình. Thời gian một ngày 24 tiếng dường như là không đủ để người phụ nữ có thể yêu đương cuồng nhiệt với nhân tình. Cô ấy luôn khao khát có nhiều và nhiều thời gian hơn nữa được ở bên cạnh người mà mình đang yêu. Thực tế thì dù đã kết hôn, chúng ta vẫn nên có không gian riêng và tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Tuy nhiên, kể cả là người chồng hay người vợ cũng không nên lơ là nếu như đối phương của mình dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài. Người phụ nữ ngoại tình luôn tìm đủ được mọi lý do để ra ngoài. Ban đầu có thể là lấy lý do gặp gỡ bạn bè, tăng ca, gặp gỡ đối tác, khách hàng hoặc là đi mua sắm. Ngoài ra, cô ấy cũng có thể lấy lý do đi công tác để rời khỏi nhà trong khoảng vài ngày. Tần suất đi công tác sẽ trở nên dày đặc đến mức bất thường. Và nếu nhận thấy các dấu hiệu này thì bạn cũng nên để ý thêm một số các biểu hiện lạ khác để xác định liệu người bạn đời của mình có đang ngoại tình hay không. Thời gian chính là điều mà người ta muốn dành cho nhau nhiều nhất khi người ta đang trong mối quan hệ yêu đương. Ai cũng muốn dành trọn những giây phút hạnh phúc bên nhau. Và với một người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Nhân tình đang giống như một luồng gió mới mang đến cho cô ta những hơi thở tràn đầy tình yêu, sự tươi mát và hạnh phúc. Và đương nhiên việc dành nhiều thời gian cho nhân tình sẽ đồng nghĩa với việc họ phải dành ít thời gian hơn cho chồng mình. Và đây chính là điều đầu tiên người phụ nữ sẽ dâng trọn cho nhân tình mà không phải chồng mình. Điều thứ hai, tôi nghĩ rằng cay đắng nhất khi một người phụ nữ ngoại tình dâng hiến cho nhân tình mà không phải là chồng, đó chính là cơ thể của người phụ nữ. Sau khi người phụ nữ lừa dối chồng mình, họ sẽ luôn lo lắng, có thể một chút sa sút tinh thần. Tâm trạng sẽ luôn nhớ nhung đến người đàn ông khác, luôn muốn gặp người tình mọi lúc mọi nơi. Khi một người phụ nữ đã chặt đường dây khỏi hôn nhân, họ sẽ hơi chống lại sự đụng chạm của chồng, vì sức hút của chồng đối với cô ấy đã không còn nữa. Một khi người phụ nữ đã không còn cảm giác với chồng thì đương nhiên là cô ấy sẽ phản kháng khi bạn chạm vào người cô ấy. Thực ra thì trong lòng người phụ nữ này, mong muốn lớn nhất là bảo vệ cơ thể để dành những điều tốt đẹp nhất cho nhân tình của mình. Đàn ông ngoại tình vẫn cứ trả bài đều đặn, nhưng ngược lại phụ nữ ngoại tình thì sẽ bỏ đói chồng luôn, bởi vì cô ấy đã được thỏa mãn ở mối quan hệ ngoài luồng rồi. Lý do là vì phụ nữ chỉ có nhân tình, không còn tình cảm với chồng. Và đa phần thì phụ nữ họ chỉ có thể gần gũi với người mà mình yêu, bởi vì chị em phụ nữ bị chi phối về mặt cảm xúc rất lớn. Trong khi đó, đàn ông thì lại thường hay rất là rạch ròi giữa tình yêu và tình dục. Và tình dục thì lại là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, khi người phụ nữ đi ngoại tình thì cô ấy sẽ liên tục từ chối người bạn đời và lấy lý do như là bản thân mệt mỏi, không thoải mái, căng thẳng với công việc. Và để tránh bị nghi ngờ, nhiều người phụ nữ họ cũng có thể miễn cưỡng gần gũi, nhưng tần suất sẽ giảm đi đáng kể và thái độ thì không hề nhiệt tình, không hề mong muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Cô ấy chỉ có thể nằm im hay là muốn mọi thứ nhanh nhanh, diễn ra thật nhanh chóng để còn đi ngủ, để còn đỡ phải chịu những cảnh bạo lực về thể xác như thế này. Đối với một người phụ nữ đi ngoại tình thì việc gần gũi với chồng dường như đúng là một cực hình thực sự. Điều thứ ba mà người phụ nữ ngoại tình sẽ dâng hiến hết cho nhân tình, đó chính là sự quan tâm, sự lo lắng. Thông thường thì đàn ông ngoại tình chỉ muốn thỏa mãn những cái ham muốn của mình thôi và tìm cảm giác mới lạ trong chuyện giường chiếu. Nhưng phụ nữ thì không như vậy. Họ ngoại tình khi mà họ hết tình cảm với chồng, hoặc chí ít là họ có tình cảm đối với kẻ thứ ba kia.
cuộc sống hôn nhân nguội lạnh sẽ thôi thúc người phụ nữ tìm kiếm một bờ vai khác để có thể dựa dẫm và yêu thương. Và khi một người rơi vào cuộc ngoại tình hôn nhân, thì lừa dối người đầu óc tay gối sẽ cảm thấy bản thân như đang trẻ lại, hừng hực khí thế tuổi thanh xuân, căng tràn sự lãng mạn tuổi trẻ. Những gì mà người phụ nữ đã làm với chồng cách đây 10 năm hay 20 năm bỗng dưng như được sống lại một lần nữa khi dành cho tình trẻ. Lúc này người tình như mối tình đầu của họ vậy. Họ sẽ dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đàn ông này. Mong muốn là anh ta làm sao có thể lấp đầy những khoảng trống, lấp đầy những sự thất vọng mà chồng cô ta đang để lại. Khi người phụ nữ ngoại tình thì sự quan tâm của họ đương nhiên dành cho chồng sẽ ngày càng ít đi. Nếu như trước đây họ dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ, thì khi có mối quan hệ mới, phụ nữ sẽ lơ là chồng con và sao nhãng việc nhà. Những bữa ăn gia đình sẽ ngày càng thưa thớt với những lý do như là bận công việc, bận công tác, bận gặp gỡ đối tác kinh doanh. Một số phụ nữ vẫn duy trì được thói quen chăm sóc gia đình khi có nhân tình. Tuy nhiên, nếu như tinh ý thì người chồng có thể cảm nhận được sự hời hợt, sự vô tâm, sự qua loa của cô ấy qua lời nói và qua hành động. Khi người đàn bà ngoại tình, họ sẽ đắm chìm trong tình yêu mới mà quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Vì vậy, họ đương nhiên không thể nào toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chồng con được nữa. Thay vì trực tiếp nấu nướng, họ có thể yêu cầu ăn ở ngoài nhiều hơn, hoặc là mua đồ ăn, đặt đồ ăn mang về nhà. Họ cũng không dành nhiều thời gian ở bên cạnh để hỗ trợ con cái học tập, để chia sẻ với chồng: hôm nay anh đi làm có mệt không? Anh có cần em giúp đỡ việc gì hay không? Sự hời hợt và sao nhãng trong vấn đề chăm sóc gia đình, quan tâm đến việc chồng con chính là biểu hiện rõ ràng nhất của một người phụ nữ đang ngoại tình. Bởi vì tâm trí của cô ấy đã dành hết cho nhân tình rồi, thì làm gì còn khoảng trống nào để mà dành cho chồng được nữa. Và điều cuối cùng mà một người phụ nữ ngoại tình họ cũng sẽ dâng hết, hiến hết cho nhân tình, đến khi cạn kiệt thì thôi, nhưng với chồng thì không bao giờ. Đó chính là sự dịu dàng, sự hiểu chuyện của một người phụ nữ. Một số người thì thường hay cho rằng phụ nữ họ hay trở nên dung dữ, cộc cằn hơn sau khi kết hôn, và tất cả những điều nữ tính, những điều dịu dàng đáng yêu đã biến mất. Thật ra thì không phải vậy. Người phụ nữ bản tính vẫn rất dịu dàng, vẫn còn yêu. Chỉ có điều là khi cuộc hôn nhân đã lục đục, sự dịu dàng đó không được thể hiện. Và đa số là những ông chồng đều không cảm nhận được sự hiểu chuyện từ phía vợ của mình nữa. Thay vào đó, sự dịu dàng của người phụ nữ đã được một người đàn ông khác cảm nhận rồi. Khác với chồng, cô ấy sẽ dành tất cả sự mềm mỏng của mình cho người đàn ông mới này, khiến cho người tình chìm đắm trong cảm giác ấm áp, chân thành. Và đặc biệt là khi mà anh ta đánh trúng tâm lý của cô ấy, đó chính là sự vất vả của cô ấy trong cuộc hôn nhân. Và nếu như anh ta đánh trúng được vào tâm lý của chị em phụ nữ, đó chính là rất mong muốn người đàn ông họ có thể thấu hiểu được những hy sinh, họ công nhận được những điều mà người phụ nữ đang cống hiến cho cuộc hôn nhân. Nhân tình của cô ấy thì lại luôn làm được điều này. Lúc này người phụ nữ sống trong ảo mộng mà đã rất lâu rồi mình không có được từ phía người chồng. Khi có một mối quan hệ mới, phụ nữ họ có thể than vãn và phàn nàn nhiều hơn về chồng của mình. Sống chung thì đương nhiên sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, bởi vì chúng ta thì không ai hoàn hảo cả. Và sống chung với một người chồng có nhiều khuyết điểm hoặc có ít khuyết điểm thì cũng đều sẽ khiến cho chúng ta, nếu như không biết thông cảm, đều sẽ cảm thấy rất mệt mỏi với những tật xấu này. Vì vậy người phụ nữ khi mà họ tìm kiếm được một đối tượng hoàn hảo hơn, những người có ngoại hình ưa nhìn, tính cách khéo léo hơn, biết ăn nói, biết quan tâm, biết chiều chuộng, và khi đã được yêu thương và chăm sóc chu đáo, thì phụ nữ đương nhiên họ sẽ chú ý hơn đến những khuyết điểm của chồng. Do đó họ sẽ không ngừng phàn nàn về chồng và cuộc sống hôn nhân của mình. Một khi đã thay lòng, họ sẽ không còn sự cảm thông, và thay vì nhẫn nhịn, họ sẽ liên tục phàn nàn và nghĩ rất tiêu cực về người chồng của mình. Và khi đến với nhân tình, anh ta thể hiện được sự dịu dàng, sự nâng đỡ, sự tôn trọng, sự ghi nhận, sự ấm áp, thì người phụ nữ lúc này cũng đáp lại bằng những sự dịu dàng, sự thấu hiểu và sự chia sẻ của mình. Và nếu như tất cả những điều dịu dàng này đã dành được cho nhân tình rồi, thì làm gì còn chỗ mà dành cho chồng nữa. Bởi vì trong đầu người phụ nữ lúc này sẽ chỉ toàn là những điều xấu xa, những tật xấu khó bỏ của ông chồng. Điều này càng khiến cho mâu thuẫn gia đình tăng lên, cuộc sống vợ chồng cứ liên tục xích mích và xung đột. Khi đối mặt với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phụ nữ sẽ chạy đến bên nhân tình để được an ủi và yêu thương. Trái ngược với người chồng có nhiều khuyết điểm, bên cạnh nhân tình, cô ấy lại cảm thấy mình được trân trọng,
Vì vậy sau khi trở về nhà, phụ nữ ngoại tình họ thường cáu gắt rất vô lý và rất bất mãn với chồng. Đây cũng có thể được coi là một trong những dấu hiệu rất nổi bật của những người phụ nữ đã không còn yêu chồng và đã tìm được sự chia sẻ, sự dịu dàng từ phía một người đàn ông khác. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.